Những ngày cận Tết Nguyên đán, nhu cầu đi lại của người dân tăng cao. Tại các bến xe của tỉnh Thừa Thiên Huế, lực lượng cảnh sát giao thông cũng như ban quản lý bến xe đang tăng cường công tác kiểm tra, nhắc nhở các nhà xe chấp hành nghiêm công tác đảm bảo an toàn giao thông, không vượt chở quá hành khách so với quy định, niêm yết công khai giá vé đi lại trên các tuyến. Bến xe phía Nam Huế, những ngày cuối năm, lượng hành khách đi lại rất nhiều, nhất là các sinh viên của các trường đại học trở về địa phương. Trung bình mỗi ngày, bến xe này có khoảng 100 lượt phương tiện đến và xuất bến đi các tỉnh thành. Nhiều nhà xe đã áp dụng bán vé trực tuyến, bố trí xe trung chuyển để đón khách ở những khu vực xa, tạo điều kiện thuận lợi cho hành khách. Trong thời gian cao điểm là những ngày cuối Tết, chẳng hạn như từ 25 cho đến 29 toàn ngày. Đó là những ngày đó là những ngày cao điểm là xe là hành khách đã đặt vé vào những ngày đó hết rồi. Để đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao vào dịp cuối năm, Công ty Cổ phần Bến xe Huế đã đề nghị các doanh nghiệp vận tải bổ sung thêm phương tiện, đồng thời yêu cầu doanh nghiệp và lái xe chấp hành nghiêm các quy định về kinh doanh vận tải như không chở quá số khách, không tự tăng giá vé so với giá đã niêm yết công khai, không sử dụng chất kích thích trong quá trình điều khiển phương tiện. Tôi đã triển khai là tổ chức các cái dịch vụ phục vụ hành khách đi và đến tại bến. Bên cạnh đó là phối hợp với các doanh nghiệp vận tải bố trí thêm phương tiện đảm bảo chất lượng, an toàn kỹ thuật để đưa vào phục vụ khách trong cái dịp Tết năm nay. Đối với là các cái phương tiện vận tải hành khách thì là lực lượng giao thông đã tiến hành tuyên truyền, tổ chức tuyên truyền cho các chủ doanh nghiệp lái xe ở hai đầu bến xe liên tỉnh, rồi là các cái hãng taxi. Rồi là tăng cường công tác kiểm tra xử lý đối với cái kiểm soát cái tình trạng mà chở quá khách ở xuất bến tại hai đầu bến xe và các xe khách mà chạy liên tuyến đi qua địa bàn của tỉnh. Theo Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, trong 2 tháng qua, tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh đã giảm sâu ở cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ và những tháng liền kề. Lực lượng chức năng đã tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, phát hiện 6.705 trường hợp vi phạm, tước giấy phép lái xe của 1.110 trường hợp, tạm giữ 1.355 phương tiện. Các lỗi vi phạm chủ yếu về nồng độ cồn, chạy quá tốc độ, chở quá tải, quá khổ, tự ý cải tạo phương tiện.